là một làng quê nhỏ, một cổ thành của người Canaan, còn được gọi là thành David, nằm về hướng tây nam Jerusalem chừng 6 dặm. Bethlehem đã trở thành đất thánh khi Chúa Cứu Thế Giêsu giáng sinh cách đây hơn 2.000 năm. Vì Chúa Giêsu chào đời bên một vách đá bìa làng Bethlehem, hoàng đế La Mã Constantine đã xây lên một đại giáo đường trong thế kỷ thứ tư tại hang đá này để đánh dấu nơi Chúa ra đời. Sang thế kỷ thứ sáu, hoàng đế Justinian đệ nhất mở mang xây dựng thêm. Đại giáo đường này được trùng tu nhiều lần cho đến ngày nay, được gọi là nhà thờ Giáng sinh. Tại mỗi địa danh, chúng tôi thường nghe người hướng dẫn bắt đầu bằng ba chữ theo truyền thuyết. Có phải tất cả những địa điểm nơi Chúa sinh ra, Chúa chịu chết và sống lại vân vân đều chính xác không? Và điều đó có ảnh hưởng gì đến đức tin của Cơ Đốc nhân không? Chúa Giêsu chịu chết, phục sinh và thăng thiên, mãi đến thế kỷ thứ tư, hoàng đế Constantine mới bỏ lệnh cấm đạo. Tín hữu phải âm thầm giữ đức tin đến hơn 300 năm, đạo Chúa mới bắt đầu được công khai, Israel mới bắt đầu có những kiến trúc kỷ niệm liên quan đến cuộc đời Chúa Giêsu. Chính xác hay không, không quan trọng. Điều quan trọng là Chúa Giêsu đã thật sự sinh ra, chết và sống lại nơi này. Và chính Ngài là đấng từ trời đến để cứu chuộc chúng ta. Câu chuyện Chúa Giêsu giáng sinh được ghi lại ở các sách phúc âm trong Kinh Thánh. Vì cuộc kiểm tra dân số thời hoàng đế La Mã Augustus, Joseph thuộc dòng vua David phải từ thành Nazareth, xứ Galilee về làng Bethlehem, xứ Jude, quê hương vua David, ghi danh cho mình và Mary vợ mình đang mang thai. Mary sinh hạ Giêsu, con trai đầu lòng, đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không còn chỗ trọ. Đêm ấy, những người chăn nghèo tại Bethlehem đã choáng ngợp trước hào quang rực rỡ và khúc hát tuyệt diệu của các thiên thần báo tin tình yêu nhập thể. Bethlehem cũng đã tiếp đón các bậc học giả sang trọng từ Đông Phương. Tại sao họ đến nơi này? Vì họ đã thấy ngôi sao lạ báo tin đấng cứu thế ra đời, nên đã tìm đến để tôn thờ Ngài. Bạn thân mến, có lần nào trong đời bạn nhìn thấy vì sao lạ, nhìn thấy dấu hiệu của một thượng đế có thật chưa? Qua thiên nhiên hùng vĩ, qua ơn trời, qua ý trời, qua cái nhỏ nhoi của phận người cát bụi. Vâng, chính là đấng ấy. Cha tạo hóa đã xuống đời trong thân phận con người để cảm thông và cứu vớt con người. Xin hãy ngước lên để nhận ra ánh sáng của vì sao lạ, tìm đến Bethlehem và gặp được Chúa hôm nay. Nhiệm màu trong ánh sáng sao chiếu người, hỡi tiêu Chúa Giêsu là ánh sao tuyệt vời, nguyện xin chiếu soi ngàn đời cho người. Nguyện xin chiếu soi ngàn đời cho người. Chúng tôi rất vui gặp quý vị hôm nay tại Đất Thánh. Những khúc phim sắp tới quý vị sẽ thấy là những hình ảnh tại cổ thành Caesarea, rồi đến núi Cạc-mên, nơi tiên tri Eli ngày xưa đã cầu nguyện và lửa từ trời giáng xuống bàn thờ, toàn thiêu tế lễ của ông dâng cho Đức Chúa Trời. Chúng ta đang viếng thăm Caesarea. Đây là thành phố cổ, cảng cổ của Caesarea bên bờ địa Trung Hải. Caesarea thành cổ
địa danh tiêu biểu trên đất thánh, nằm bên bờ Địa Trung Hải, 25 dặm về hướng nam của thành phố Haifa hiện đại. Caesarea từng là thủ đô hành chánh của Palestine thời La Mã chiếm đóng. Chỉ 8.000 mẫu vuông, nhưng Caesarea là hải cảng quan trọng. Herod Đại Đế đã hoàn tất việc xây dựng Caesarea 10 năm trước Chúa. Vận động trường Caesarea rất đường bề với 30.000 chỗ ngồi, xây dựng vào thế kỷ thứ 2 và bị phá hủy trong thế kỷ thứ 7 khi quân đội Hồi giáo càn quét Palestine. Người Hồi giáo phá hủy Caesarea gần như hoàn toàn trong thế kỷ thứ 13. Những gì chúng ta thấy tại Caesarea hôm nay là kết quả khảo cổ của mấy thập niên gần đây. Caesarea thành cổ muôn đời ghi nhớ Phao-lô, người bắt bớ Chúa Giê-xu sao trở thành sứ đồ nhiệt thành đầy ơn của Ngài. Tại đây, Phao-lô bị khủng bố vì rao giảng tin lành, bị bỏ tù suốt 2 năm. Caesarea thành cổ nhỏ bé nhưng có chỗ đứng độc đáo trong dòng sự thiên trên đất thánh, là thành đầu tiên có người ngoại bang theo Chúa Giê-xu. Đại đội trưởng Cọt Nây tìm Chúa và gặp Ngài. Trở về La Mã, Cọt Nây thành cánh cửa mầu nhiệm đầu tiên Chúa mở để đưa tin lành cứu rỗi đến kinh thành La Mã. Anh chị và tôi, chúng ta có ước mong được là cánh cửa tin lành đầu tiên đem tình yêu Chúa đến với xóm giềng, thân nhân, bằng hữu của mình không?